Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Sôm đây. Thì bạn ơi, hôm nay mình ra video mọi người xem cái hay như hôm nay là cứu hộ mình nhá. Thì bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm con đại trà các bạn nhá. Mình cũng khá lâu mình không làm đại trà bé bạn. Đây giờ mình thử làm một con đại trà bé cho bạn xem nhá. Đấy, tre mình ấy vẫn về vẫn chưa khô các bạn. Rút các bạn ơi. Đây, quay gần đây. Đây bạn ơi, mình có đại trà, mình làm đại trà số các bạn. Chính ra mình thấy chi Mỹ còn đẹp hơn đại trà các bạn. Không biết các bạn có thích mình làm chí Mỹ không, thì nếu mà các bạn thích mình làm chí Mỹ thì các bạn comment bên dưới nhá để mình làm nhá. Đấy, tay mình cũng đang đau ạ, nên mình bóp cũng hơi ngại. Đây thì các bạn ơi, mình cũng làm xong con đại trà rồi nhá. Xong rồi bây giờ anh em mình thử đâm test thử các bạn xem. Đây các bạn ơi, đây mặt là trước đây. Đó, bạn thấy được không? Bé tầm hơn mét các bạn nhá. Rồi, đây trước đấy nhá. Đây đằng sau đây. Đây đằng sau đây các bạn nhá. Rồi. Đó các bạn được không? Rồi, đổ sáo đôi các bạn. Đấy, mà sáo này chắc vẫn nhẹ các bạn ơi. Đây các bạn ơi, bóng của mình, bóng này nó mà bóng đều bạn nhá. Đó, cầu sáo đôi bạn ơi. Đây bạn ơi. Đó, đây, đây bạn nhá. Hơi nhăn tí nhưng mà không sao các bạn, nên là được các bạn ơi. Không quan trọng là đấy gì. Đấy, anh em mình bắt đầu, anh em mình đâm nhá. Nong cầm gọn dây để anh cầm anh đâm. Đây, mình cũng phải cho thêm cái ngô vào các bạn nhé, tại vì mình nghĩ đại trà nó cũng khỏe các bạn, mình nghĩ hai cái quả này của mình nó nhẹ, nó cũng đây mình nghĩ nó đại trà cũng nặng các bạn nhé, nên mình cho thêm quả ngô vào. Đây bắt đầu anh em mình đi rồi nhá, mình phải cho thêm cái ngô vào đỉnh đầu để cho cõng được các bạn. Đại trà cũng khỏe các bạn ơi. Đây nhá. Chị xuống dưới này tẹo. Không biết chiều quê các bạn có gió không, nhưng mà ở quê mình bây giờ bắt đầu mới có gió nhá, chưa đều các bạn. Đó. Ôi. Đây bạn này. Đây bạn nhá. Mình đâm nha bạn nào. Nên rồi bạn này, nên luôn. Cá dây đi. Cứ đây cho đây đi. Nên các bạn ơi. Chà dây đi, nếu mà không đánh nhiều chà dây đi. Nên các bạn ơi. Chứ là rồi hơi bé các bạn, mình ở con sáo này hơi. Các bạn ơi, đấy mình mới làm xong con diều này nhá các bạn nhá. Thì có một em trai ở đây cũng yêu diều, quý diều các bạn ạ. Thì ngày dạo trước thì em nó cũng quay clip với mình, còn nhớ clip gì không? Có.
Là nước gì à? Nướng vịt. Nướng vịt mới gì nữa? À, làm gì mà không chối. Đấy. Không dừa. Ừ. Này còn à, ăn cả vịt nướng. Vịt nướng với cả trống trinh nhỉ? Trống trinh nữa. Đấy thì cũng đóng cũng vào video của mình cũng khá nhiều rồi các bạn ạ. Nhiều lắm, cả nhiều video đâm diều các bạn ơi. Thì em nó cũng thích diều các bạn nhá. Thì mình từ trước đến giờ em nó ở gần nhà mình các bạn nhá. Cũng mình cũng chưa làm được cho em nó con diều nào các bạn. Thì hôm nay mình cũng làm con diều để tặng em nó nhá. Nói chung là nhà mình cũng cách nhà em đấy không xa. Bao nhiêu nhỉ? Xa tầm độ 100 mét nhỉ? 10 bước chân. À 10 bước chân nữa. Hóa ra gần thế à? Anh tưởng xa. Đấy, 10 bước chân các bạn nhá. Thì mình cũng chưa làm cho em nó con diều nào các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm cho em nó này, mình tặng nhá các bạn nhá. Đây thì con đại trà này mình làm để tặng em nó các bạn nhá. Đấy cũng gần mà không tặng cũng ai nấy. Thì ngày xưa em nó cũng nhắn tin cho mình các bạn ạ. Khá là nhiều. Nhắn tin bảo gì nhỉ? Anh làm gì cho em? Đấy, anh làm diều các bạn nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm tặng cho con diều đại trà các bạn ạ. Em nó thích đại trà hơn hay là thích giải thưởng hơn? Đại trà nhá. Thì em nó thích diều đại trà nên mình làm cho em nó con đại trà các bạn nhá. Nó tuy không xấu tuy nó không đẹp các bạn nhá. Nó xấu xấu tí nhưng mà nó nên các bạn ạ. Nói chung là có thích không? Có. Có thích các bạn nhá. Thì mình cũng chúc em nó học giỏi nhá. Vâng ạ. Đấy thì diều này liệu đâm được mấy gió nào? Mấy trăm gió. Chắc là liệu lại được một hôm các bạn ơi. Một hôm. Đấy các bạn ạ. Dễ một hôm lắm các bạn ơi. Thì đấy thì mình cũng tặng em nó nhá. Thì con nếu mà anh tặng này có lời gì đến gửi đến các bạn không? À, mọi người xem nhớ hay nếu cho số mới là một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhá. Đấy thì mình cũng cảm ơn em nó nhá. Thì mình cũng chúc em nó học giỏi các bạn ạ. Thì anh tặng này về giữ nhá. Dạ. Cất thần hoài không chuột cắn đấy. Thì đấy các bạn này, mình không liên thiên nữa thì mình cũng tặng em nó con diều này nhá. Đấy, tặng con diều này các bạn này. Đấy, đại trà các bạn nhá. Đó, mình tặng. Tuy nó cũng xấu xấu rồi, không được đẹp. Mình làm đại trà này mình không phải chuyên nghiệp nên nó không được đẹp các bạn nhá. Gọi là tương đối. Đấy. Thì thích không? Có. Có thích á? Thích lắm không? Thích. Đấy các bạn ạ. Đấy, ở nhà hay chơi diều nhỉ? Em nó toàn làm diều bằng gì? Không chổi. Không chổi à? Đây là một chuyên gia làm diều không chổi các bạn nhá. Đấy, khá là đẹp. Thì mình cũng tặng em nó rồi nhá. Đấy, thì các bạn này. Đấy thì các bạn này, mình cũng tặng em nó nhá. Thì thôi, video của mình cũng kết thúc nhá. Thôi chào tạm biệt các bạn. Bye.